đâu gọi cậu ơi. 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 Cậu như là mình cần những cái mất tất cả mọi người luôn. Bây giờ cứ mỗi mình ăn với chúng làm sao mà đối với được. Đâu rồi? Đi chơi đâu rồi? Hả? Đúng rồi. Chơi xuống đá. Ừ, đang chơi xuống đá. Gặp anh em nói. Đúng rồi. Chắc là mình biết. Tôi nhắc rồi, bây giờ có mấy ông có tập hợp được hay không? Bây giờ... Anh ơi, quăng chén nè. Từ đó đến nay sức mạnh mình phải cần chỉ tới tay mình là chỉ có hai người, trên cũng có năm người, ở đây chỉ có hai người đấu được, đấu được xử lý nhau. Tôi còn bắt được cái là ba người tí mà, đây năm người tí. Đến chiều tối bây giờ 4-5 giờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chưa 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 ch